Nhìn mắt khảo, bây giờ chúng ta tiếp tục học hội thoại tiếp theo của bài 3. Tỷ san cửa Tỷ San cửa Tỷ san cửa Tỷ san cửa. Trước tiên hãy nhắc lại to và rõ từ đi. Chỉ Chỉ hãy thử nói đi không? Đi à? chỉ mà? chỉ mà? Không đi? Bú chuy? Bú Hãy chú ý ở đây từ bù cũng được đổi xấu. Bây giờ là từ Bắc Kinh. Bảy chiêng. Bảy. 北京，京，北京，北京,你北京，去北京，去北京，去北京，去北京啊！去北京吗？ 去北京吗? Bạn đi Bắc Kinh à? Bạn <laughs> đi Bắc Kinh à? Bạn đi Bắc Kinh à? Bạn đi Bắc Kinh à? đi Bắc Kinh à? Bắc Kinh Bạn nín chỉ bảy mà. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đúng. Tuổi. Tuổi. Hãy hỏi lại đi Bắc Kinh à? Đi Bắc Kinh mà. Đi Bắc Kinh mà. Đúng. Tuổi. 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 bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung chào anh chào chị chào ngài nói một cách lịch sự nín hảo rất bận à khẩn máng mà tiếng trung không khó lắm hải ủy bú thải nán 學, Anh, 学英语。